Hello anh em, thì hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2023 nha. Thì hôm nay thì tiếp tục thì em lên clip cho anh. Hôm nay thì em bận việc về gia đình đó, em không có lên clip được cho anh em. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em. Đó thì em còn ít than bổi nè. Đó thì than bổi thì em bán đồng giá nha, 250 một con. Thì than này chủ yếu là mẫu hót cho anh em. Đó, chủ yếu là mẫu hót. Thì cái này thì đa số thì mấy con này thì mẫu hót hết. Thì anh em về anh em nuôi á, anh em nó chưa ăn cám nha, về anh em nhớ tập cám nha anh em. Đó thì em bán là 250 một con. Cái này thì anh em về chiều cho hàng 250 này thì nó cũng rất là dễ chơi cho anh em mới tập chơi, hoặc là anh em chơi lâu rồi đó thì về anh em nuôi kiểu giống như là trải nghiệm, hoặc anh em mới biết chơi á, thì anh em nên mua mấy hàng này thì rất là dễ chơi. Đó thì em bán 250 một con nha. Đây, hàng cũng rất là ok, tay số 172 nha. Con này thì cao cầu đó, đuôi to nè, và cái ở dưới cái phần hầu của nó cũng rất bự nè anh em thấy không đó, 172 nha. Rồi qua tiếp con này là con 177 anh em đó. Rồi, con này 180 nè. Con này đậu xà, cái đầu anh em thấy không, đậu nó xà, đầu nó bằng nhìn mặt nó rất là dữ luôn á, con 180 nè anh em đó, nó kè luôn à. Rồi 181 cũng đầu xà luôn nè anh em đó, thì em bán là 250 một con nha, 250 một con, 250 một con nha anh em. Rồi với lại bên đây em cũng còn một ít hút mật nè, hút mật thì em cũng bán đồng giá luôn, 250 một con đó. Một số con nó đấu rất là nhiều luôn, mấy con này thì đa số thì chim này thì em bậy đấu hết nha anh em đó, bậy đấu hết nên hót thì đã hót rồi, ăn cắm cứng là cắm hạt rồi luôn rồi nha anh em đó. Về thì anh em chỉ chăm cho nó lên lửa, anh em chăm thêm trái cây rồi cam nho rồi vô nữa đó, thì em cũng bán luôn đồng giá là 250 một con nha. Anh em nào mua một con hút mật với một con than thì em tính là 450 nha đó. Rồi ok anh em, thì em cứ tiếp tục em qua thêm mấy cái dòng khác nữa cho anh em xem nha. Rồi ok, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em là bốn con lửa nha. Đó thì mấy con này thì đuôi nó dao động tầm khoảng 16, 17 anh em. Đó thì mấy con này thì đã nhấp cám rồi hết rồi nha. Đó về thì anh em nó đang ở đây thì nó đang nhấp cám bột nè. Đó về thì anh em tập thêm khoảng 3-4 ngày nữa là bắt đầu nó ăn cám được rồi nha. Đó thì mấy con này thì đây, có con lòng trắng này nãy giờ nó muốn hó, nó hó luôn anh em. Đó, nó kiếm chim mà đó, ở đây thì có bốn con đó, thì bây giờ thì em sẽ quay từng con rồi để cho anh em dễ lựa nha. Đó rồi, con ok, con lòng đùa đầu tiên nha. Đó con này là lòng số 1 nha anh em. Đó con này nãy giờ nó cứ nó kiếm cái con bên đây nè. Đó con này thì nó hốt rồi nha. Đó thì con này thì đu khoảng 16, 17 gì đó anh em đó, nhưng mà em không có đo chính xác, thì con này thì mắt móng mỏ đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha. Đó anh em thấy không, à, nó nhấp cám nè không đó. Thì mấy con này á em bán cho anh em á là 200.000 một con nha, 200.000 một con nha anh em. Đây là con lồng số 1, lồng số 1 nha, ở giá 200.000. rồi ok, thì tiếp tục thì em qua tiếp cho anh em con này là con lồng số 2 nha, lồng số 2 đó. Con này cũng là lửa bổi luôn nha anh em. Đó, con này thì nó cũng mới nhấp cám nhẹ nhẹ nè. Đó. Rồi, đây là lồng số 2 nha. Mắt móng mỏ đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha. Bản đuôi cũng rất là đẹp luôn nè anh em. Đó. Rồi, thì em cũng bán đồng giá luôn là 200.000 nha. Rồi, tiếp tục thì em qua tiếp cho anh em con này là con lồng số 3, lồng số 3 nha anh em. Đó. Thì con này cũng là lửa bổi luôn. Đó, cũng nhấp cám nhẹ nhẹ luôn nè. Đó. Rồi thì con này em cũng bán cho anh em là 200.000 luôn nha, 200.000 luôn nha anh em. Đó, mắt móng mỏ đầy đủ, không tập lỗi gì hết. Rồi tiếp tục thì em qua tiếp cho anh em con này, con số 4. Đó, con này là con lồng số 4. Thì con này thì nó có một cái chấm bông ở dưới càm đó anh em, một chấm bông ở dưới càm. Nhưng mà con này thì lúc trước á, mấy clip trước á, thì em có đăng bán, thì con này là đuôi 18, nó có một cái chấm bông ở dưới càm á. Nhưng mà có khách chốt thì em cũng gửi cho anh khách, thì khi gửi á, thì cái đuôi nó là đuôi 18, thì khi gửi á, anh em
cái đuôi nó bị kẹp vô cái thùng thì nó rớt hết hai cọng lao. Nó rớt hết hai cọng lao rồi anh em. Đó, nhưng mà con này thì đuôi 18 nha. Đó, nếu mà anh em nào mà cần xem mấy cái clip cũ đó, thì em sẽ gửi cái clip cũ cho anh em coi luôn. Con này là đuôi 18. Đó, nhưng mà cái gửi cái nó bị kẹp vô cái thùng á, nó rớt hai cọng lao hết luôn. Đó. Nó rớt hai cọng lao nha. Đó thì con này hiện tại bây giờ thì em chỉ bán là 250 thôi nha anh em, 250 thôi. Đó. Đuôi 18 rớt lao nha, bông nha. Một chấm bông dưới càm nha. Đó. Rồi, ok anh em thì em sẽ lên 4 con nha. Thì 4 con này thì em cũng đã ở đây thì em cũng đã tập nó nhấp cám hết rồi. Về anh em tập cám đầu rất là nhanh luôn. Đó thì 4 con này thì hót hết rồi. Đó. Rồi, ok anh em thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em nha. Rồi, ok anh em thì em cũng về được một ổ này thì ổ này là ổ mi con nha. Đó thì em cũng tưởng là gần như hết mùa rồi, nhưng mà ông anh ổng ở nuôi thì thêm được một lứa nữa, thì lứa này cũng là lứa thứ 8 anh em, nhưng mà con này thì đẻ 8 lứa, nhưng mà nó bị hai lứa trước á thì nó đẻ nó nở ra luôn, nhưng mà nó bị con rắn nó ăn á. Đó, nên đứa này thì nó vẫn em tưởng nó hết mùa rồi đó, nhưng mà nó vẫn cuối cùng thì nó vẫn cho ra một ổ nữa, là ổ này là 4 con luôn nha. Đó thì cái này thì ổ mi nhà của ông anh em nha. Đó, nuôi sinh sản ra thì chim biết nguồn gốc đồ rõ ràng hết nha anh em. Đó thì mi này là mi Bắc nha anh em. Đó, chứ không phải mi Đà Lạt nha. Đó, chim này thì nguồn gốc bố mẹ thì em biết hết luôn nha. Tại vì cái này thì em, nếu mà anh em nào mà theo dõi kênh của em thường xuyên á thì mấy cái ổ mi trước á là chung hết một bố mẹ nha. Đó, đây thì hôm nay thì nó cũng sẽ cho ra một lứa 4 con nữa. Thì lúc em bắt về nó rất là còn nhỏ, nó nhỏ xíu, nó chưa đứng cộng, nó còn nằm trong ổ luôn á anh em. Đó thì em nuôi chắc cũng được 3-4 ngày rồi, bây giờ đã cứng rồi, đã đứng kèo hết rồi. Đó thì em cũng bắt đầu em tập cho nó ăn cám đâu luôn rồi. Cái này thì về anh em tập chừng mấy ngày nữa là nó biết mổ rồi nha. Đó, ở đây thì em cũng tập cho nó mổ sơ sơ rồi. Đó thì cái này thì chưa biết tống máy chắc chắn 100% đâu anh em. Đó, cái này thì chỉ biết theo tỷ lệ 80% là giống như là con số 1. Con đẻ theo thứ tự số 1, 2, 3, 4 thì thường thường thì con thứ nhất với lại con thứ ba là nó sẽ là con trống. Đó thì anh em nhìn trên đây thì anh em cũng biết nè, cái con này là đó, con này là nè, thấy không, con này là con bự nhất đây, con này nè, đó, con này là con bự nhất nè, đó anh em thấy không, bự nhất. Xong tới con, xong con này, hai con này là con số 1 với con số 3 nè, con này hai số 4 nè. Thôi nhưng mà cũng chưa có chính xác 100% đâu em, đuôi nó lú em cỡ khoảng nhiêu đây nữa nè thì anh em mới biết chắc chắn 100% là trống, 100% là mái. Còn hiện tại bây giờ cỡ này thì chưa đâu, chỉ nhưng mà một ổ 4 con là sẽ hai trống hai mái đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa biết con nào xác định con nào một con nào là trống 100%, con nào mái 100% đâu. Đó nên mấy cái này thì em sẽ bán là em bán nguyên ổ nha, em bán nguyên ổ không tách lẻ nha anh em, không tách lẻ, chứ hiện tại bây giờ thì chưa biết 100% á, nên bán cho anh em thì nó cũng hơi khó đó. Nhưng mà 4 con này nếu mà anh em nào mà bắt nguyên ổ thì em sẽ bao cho anh em là hai trống hai mái nha. Đó, hai trống, ít nhất là có hai trống, ít nhất là có hai trống nha. Đó, còn anh em nào mà hơn mát tay thì nó có thể ra ba trống, nhưng mà em sẽ bao cho anh em là ít nhất là hai trống. Đó, đây mi này là mi Bắc nha anh em. Đó, đứng kèo rồi hết rồi, sáng sớm em phơi nắng rồi hết rồi. Đó thì em cũng đang tập cho nó ăn cám. Đó, vừa ăn cám với lại vừa ăn dế. Dế mà ngâm nước á, anh em lắc hết cái chân luôn, giống như vậy nè. Đó, anh em thấy không? Đó, lắc hết mấy cái chân nhỏ xong anh em đút cho nó ăn. Với lại anh em nhớ bổ sung thêm nước nữa nha. Anh em lấy cái ống hút anh em nhỏ vô, chứ không thôi để anh em không cho nó uống nước á là nó bị thiếu nước á, hụt nước á là cái chân nó bị rút á, là nó đứng kèo á, nó không có đứng được á. Đó, rất là khỏe mạnh hết rồi. Lúc em lấy về thì nó còn hơi nhỏ nên em chưa có đăng bán. Em nuôi 3-4 ngày rồi, khỏe mạnh hết rồi. Đó thì em mới đăng bán cho anh em nè. Đó thì mấy con này thì em bán là 4 con luôn nha, nguyên ổ 4 con luôn nha anh em, chứ em không bán xé lẻ hay là em không bán cặp nha. Đó, thì
thì ổ này thì em sẽ bao cho anh em là hai trống trở lên nha, hai trống trở lên đó, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha, đó, hàng siêu hiếm nha anh em đó. Rồi ok, rồi ok anh em, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con đất con nuôi lên nha. Đất con nuôi lên thì hiện tại thì đây, đất con nuôi lên thì con này nó còn lông chim chuyền á, thì em đã cắt cánh nó bắt đầu nó đang ra nè. Đó, cánh đó là em cắt hồi lông chuyền nha anh em, chứ không phải mà lông chim già mà em cắt đâu. Đó nên hiện tại bây giờ thì nó đang ra chim già anh em. Đó nên cánh với đuôi rồi nó bắt đầu nó ra hết rồi. Đó con này thì rất là dạng luôn. Con này thì về anh em nè, anh em xiên đầy, anh em xiên chơi với nó, xiên dọc với nó thì sau này thì nó đá tay là rất đẹp luôn nha. Đó nè, thấy không, búng tay là nó xè cánh nè. Đó thì con này thì mấy hôm trước thì em có đăng rồi, nhưng mà có anh khách kia anh đòi chốt mà không thấy anh chuyển khoản lâu lắm, mà em cũng đợi 3-4 ngày mà không thấy anh chuyển khoản nên thôi giờ em sẽ đăng em bán lại cho anh em nha. Đó con này thì ăn cám đồ, tắm táp đồ ok hết nha. Đó đây. Đó, búng tay là nó xè cánh, búng tay là xè cánh. Đó thì tại mà nó đang thay lông nha, nó đang ê mình á, mà anh em thấy nó còn không, nó còn sung ghê không. Đó con này thì hót rồi nha anh em. Đó hót rồi, tắm rồi đây. Rồi ok thì con này em bán cho anh em là 1.000.000 nha anh em, 1.000.000 nha. Đó thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Đó rồi ok thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em, thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua, thì em xin cảm ơn. Thì chắc chiều hôm nay thì em sẽ về được ít than với ít lửa thì em sẽ quay cho anh em luôn nha, thì tầm khoảng chiều á, chắc chiều tối hôm nay thì em bán tối cho anh em luôn nha. Rồi ok anh em.